Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Apply. Apply là động từ, có nghĩa là đưa ra một yêu cầu chính thức bằng văn bản cho một vị trí tuyển dụng việc làm hay cho tuyển sinh vào đại học, nộp đơn. Apply được theo sau bởi for something để chỉ điều mà người nộp đơn muốn có, muốn được đáp ứng. Apply còn có nghĩa là bôi hay thoa những thứ như nước sơn hay kem dưỡng da, vân vân, lên một bề mặt. Với nghĩa này, apply theo sau bởi to something. Cả thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine, và những cáo buộc ai là thủ phạm vẫn không ngừng được các bên đưa ra. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là đưa thi thể nạn nhân về lại quê nhà của họ. Mời bạn theo dõi câu chuyện sau đây. Following the crash of Malaysia Airlines Flight 17, Ukrainian officials say their highest priority is making sure the dead are returned to their homeland and families. Local miners in eastern Ukraine have helped remove bodies from the site. They are taken to a government center. Relatives must then apply for permission to take their loved ones home for burial. Sau vụ tai nạn, giới chức Ukraine nói ưu tiên cao nhất của họ là đảm bảo người chết được đưa về quê nhà và về với gia đình. Những thợ mỏ địa phương ở miền đông Ukraine đã giúp đưa những thi thể khỏi địa điểm máy bay rơi và sau đó được đưa đến một trung tâm của chính phủ. Người nhà phải nộp đơn xin phép để đưa người thân của họ về mai táng. Priority là ưu tiên. Động từ remove somebody something from somebody something nghĩa là đem, đưa ai hay cái gì khỏi người nào hay nơi nào đó. Và burial là chôn cất, mai táng. Những căn hộ trên tầng thượng cao ốc thường là biểu tượng của sự xa hoa và giàu có. Nhưng ở một số nơi ở Hồng Kông, đó lại là nơi sinh sống của những người nghèo nhất. Mời bạn cùng tìm hiểu qua câu chuyện sau đây. Hidden among Hong Kong's skyscrapers are some unconventional penthouse apartments. These flats are illegal. The government says they are unsafe and is seeking to rid Hong Kong of the rooftop shanties. But the poverty-stricken residents say they have nowhere else to go because of the city's sky-high housing prices, where some luxury apartments sell for more than $50 million. Nearly a quarter of a million families apply for public housing. The average waiting time is 3 years. Chính phủ Hồng Kông nói rằng những căn nhà tồi tàn trên tầng thượng không an toàn và đang tính dỡ bỏ. Nhưng những cư dân khốn cùng nói họ không có nơi nào khác để đi vì giá nhà đất cao ngất ngưỡng của thành phố, nên một số căn hộ cao cấp được rao bán với giá hơn 50 triệu đô la. Gần 1/4 trong số 1 triệu gia đình đã nộp đơn xin vào nhà ở công cộng. Thời gian chờ đợi trung bình là 3 năm. Shanty là căn nhà tồi tàn, ọp ẹp. Poverty stricken là cực kỳ nghèo khó, khốn cùng. Luxury apartment là căn hộ cao cấp, hạng sang. Và public housing là nhà ở công cộng. Các nhà khoa học ở Singapore đã phát triển một loại gel họ tin rằng sẽ thay đổi cách chữa trị vết bỏng trong tương lai. Thuốc trị bỏng này hoạt động ra sao? Mời bạn theo dõi qua video sau đây. Scientists in Singapore have developed a new type of gel they believe will change the way burns are treated in the future. Doctors apply the nanogel by spraying it on a wound. It is made of short strings of amino acids called peptides that form a scaffold-like structure that provides skin cells with an ideal environment to regrow. So this is the wound here where I would like to apply this nanogel. In the lab, burns treated with the gel healed completely after just 2 weeks, compared to traditional treatment, which healed a little more than half of the wounds in the same time period. The nanogel would be ideal for treating wounds on the battlefield, but it also has potential cosmetic uses. Chất nanogel trị bỏng này được làm từ những chuỗi axit amin, hình thành một cấu trúc như dàn giáo, tạo môi trường lý tưởng để da mọc lại. Trong phòng thí nghiệm, gel này chữa lành vết thương hoàn toàn chỉ sau 2 tuần, so với thuốc chữa trị truyền thống chữa lành hơn phân nửa vết thương trong cùng một khoảng thời gian. Nanogel này có thể dùng để điều trị vết thương trên chiến trường, nhưng nó cũng có tiềm năng sử dụng vì mục đích làm đẹp. Burn, danh từ có nghĩa là vết bỏng. Scaffold là dàn giáo dùng trong xây dựng. Động từ heal có nghĩa là lành, chữa lành,
và tính từ cosmetic, nghĩa là có liên quan đến việc cải thiện sắc đẹp. Danh từ applicants có nghĩa là người nộp đơn, ứng viên. Admissions to many prestigious U.S. colleges and universities have been extremely competitive because of an increasing number of quality applicants every year. Động từ apply, ngoài những nghĩa đề cập ở trên, còn có nghĩa là có liên quan tới ai hay cái gì, áp dụng cho ai hay cái gì. Prohibition of threat or use of force in international relations is a principle that applies to all member states of the United Nations. Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.